ទៅ ពេល នេះ ខ្ញុំ បាទ នឹង នាំ អារម្មណ៍ លោក អ្នក មក ជួប ជាមួយ នឹង វិចិត្រករ ក្នុង ការ ច្នៃ ប្រឌិត ដែល គាត់ មាន ការ ច្នៃ ប្រឌិត ខ្ពស់ ក្នុង ការ ដែល ប្រើ ប្រាស់ នៅ សម្ភារ បំពាក់ តាម បែប សហ សម័យ ហើយ ក្នុង នោះ ផង ដែរ ឃើញ ថា ការ តុប តែង របស់ គាត់ មួយ ចំនួន ក៏ គេ ពេញ ចិត្ត គាត់ ទៅ មួយ ចំនួន គេ មិន ពេញ ចិត្ត គាត់ ទៅ អញ្ចឹង ដឹង ថា តើ កិច្ច សម្ភារ រួម ជាមួយ នឹង ការ បដិសេធ និង ការ គ្រប់គ្រង យ៉ាង ណា សូម លោក លោកស្រី និង កញ្ញា ទស្សនា ជាមួយ នឹង កិច្ច សម្ភារ រវាង ខ្ញុំ បាទ អឹម ជីវ៉ា និង លោក អែម រៀម ដូច តទៅ ទៅ បាទ ថ្ងៃ នេះ គឺ កម្មវិធី របស់ យើង នឹង មក ចែក វែក សួរ តាក់ទង អំពី តែពេលអត់ទោះតែសញ្ជនខ្លះគាត់ដើរដៀលថាអោះបើគាត់ថាឆ្លៀកពាក់អញ្ចឹងដូចមនុស្សស្គួតឬក៏ធ្វើអីពីច្រើនបានយាយរួមមកភាកច្រើនដោយសារប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ទទួលយកទេអារបៀបឆ្នៃបដិតខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងតែតែមានពាក្យថាអឹមអែមរៀមប្រពល់សង្គមអាចស្គួតដាក់អីអញ្ចឹង
ដល់ពេលឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ដើមទទួលយកអ្វីដែលជាការឆ្នៃប្រឌិតឡើងវិញហើយនឹងការឆ្នៃម៉ូដអញ្ចឹងមានការអញ្ចឹងឯងរៀមក្នុងលក្ខណៈមួយគេថាផ្សព្វផ្សាយបាទបាទព្រោះថាមានលក្ខណៈមួយគេថាឆ្នៃឯមួយអត់ចោលទេសិល្បៈខ្មែរតែតែមិនចូលគ្នាពីព្រោះថាការងារឲ្យវិញមួយហាក់បីដូចជាប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើង ban vô là vậy khác nhưng ban ao sờ lạnh là vậy bình tĩnh với tôi miễn tha càng nghe rằng ao sờ lạnh từng đập vào mũi liền nẹt nó nghe vô lấy chứ chỉ bơm dương miền mà anh sờ lạnh tham rồi nẹt những ai mà đi mà ru hơi chứng sờ lập bạn vinh chừng hai phía chấn sờ lập bạn bó bó chia tiếp xa thì trò để xa dương miền cùng luôn chậm lại hai miễn tha chỉ bơm dương hôm nay chúng ta ăn lối để xa ta dương đang tha sở lập bạ chân này và đất vô tại đạn tia thế vì hiện người ta gọi từ tôi dọn sợi bàn chứng đây là cái deal bong chứng bong mới là rắm tha chỉ ca chân này to bây tôi vinh bong cái deal tha dương mới chút nữa anh chứng dương mới là rắm bằng ca khăng sầm bá cái vinh tên bong bong mình khăng sầm bá mình tên sầm bá chất đời xa tại quật vì tha mình ca chấp ở rắm mà lời dương vừa tha hai dương có mình ban top top vừa dương lấy mình đăng facebook tiktok ấy mình ban top top có chê có chuột nên đời xa tiktok chứng chăm chụp chỉ muối nè cả sai nè tu ấy vậy tao mà đo tới về thời chiến bà hình chăng ở con bong chờ đang ban cho rung cam thì bà dương lúc đó sau đây nhà tôi đã tiếp chuyện cho tiệc rung này cứ chỉ cách sầm phe rồi trong bát ông chỉ vá cho mỗi bong ai riêng biết bên trong cào ta bong biết bây giờ sầm po đào bong bồn chăng sau mai chỉ bộ đội dương chắc đang sờ lại như vậy để mấy sờ lại như vậy để tha cả này phải đứt bà ở con chờ bong nè ở con